Em Lam. Dạ. Trả lời cho cô biết tỉnh nào nhỏ nhất ở Việt Nam. Dạ em không biết cô. Là tỉnh lại đi, crush không có thích em đâu. Khi tôi qua phòng bạn chơi. Mày ngồi đây nha, tôi đi lấy nước. Ok. Ủa, sao có trái dưa leo đây? Sao có tủ lạnh để đây? Nhỏ ngộ ghê. Thì trong lớp có bạn mới rất đẹp trai, còn bạn tôi kiểu. Bây giờ mày về quê, mày bảo bố mẹ mày mang sính lễ sang nhà tao, nói chuyện nhà tao. Tao muốn cưới mày, tao muốn có con với mày. Tôi gặp lại bạn bè sau mấy tháng giãn cách. Ê bạn ơi, mình với bạn có quen nhau đúng không? Nhìn bạn quen lắm luôn á. Tụi mày là ai? Mẹ mày, mày là ai? Trời ơi bà! สวัสดีค่ะ นันโนนะคะ mà gọi là bạn bè nhá. Mày tuổi gì luôn? Mày tuổi gì luôn? Sao nó nhanh? Em nói chỉnh nhanh cho nó vuông. Đứng về vuông. Khi con bạn đòi nghỉ chơi tôi ra. Tao giận mày rồi, mày không thèm nói chuyện với mày nữa. Wa xì. Đúng là nực cười thiệt đó. Một người đẹp mà lại dễ thương như tao thì có thiếu gì người để chơi, mắc mớ gì phải chơi với mày chứ. Tao đang trên đường đi nè, sắp tối rồi, chờ xíu nha. Ê, chờ lâu chưa? Tính kỹ lại thì cũng được 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày. Khi con bạn tôi cười. Niềm vui của là xin vĩnh biệt cô. Khi tôi và đám bạn lên kế hoạch đi du lịch. Hè đến rồi đó, tụi mình đi du lịch đi tụi bay. Alo, bữa đó tao bận chở má tao đi bơi rồi mà tao quên. Chắc không có tao đi được nha. Trời ơi. Bữa đó tao phải chở bà. Sao mới đầu hôm đó vậy đó? Giận à? Không giận, sao? Không sao. Nhìn mày cứ như giận hết đi được mà. Không giận gì? Ừ biết rồi. Mấy bà, tôi mới nghe nói là ở bên Sun World đang có sự kiện chụp hình trúng giải chuyến du lịch Phú Quốc kìa. Nếu mà may mắn hơn á, mình còn có cơ hội trúng được cả mấy ảnh ở trên landing page nữa. Đi du lịch có thưởng hả? Ủa vậy hả? Để tao thử, biết đâu trúng giải tụi mình đi du lịch. Ủa, tao nhớ nãy tụi bay nói là tụi bay bận mà. Sao nghe cái này nhanh quá vậy? Khi mẹ tôi mua đồ. Ôi cô, cái này bao nhiêu vậy cô? Dạ cái này của chị 300 nha chị nha. Cô bớt giùm con chút xíu được không cô? 280 là được rồi. Tào lao, con nít con nôi, đi ra chỗ khác cho người lớn vậy á. Cái này 50 được rồi chị nha, 50 ha. Gạch ống nè. Ấy chua, trả giá như mẹ mới được mua giá hời đó con. Chào mừng các em đã trở lại với khóa học training cho người mới săn sale lần đầu bỡ ngỡ với việc mua hàng giá hời mà không bị đánh nha. Làm sao để có một mùa săn sale hiệu quả? Hay bạn không biết cách săn mã giảm giá trên app Lazada? Đầu tiên, các bạn phải vào mục giảm giá rồi thu thập các voucher này, này và này. Có voucher siêu khủng 1,2 triệu được tung ra mỗi ngày vào lúc 12 giờ. Điều cuối cùng là nhớ chốt đơn vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng 12, sale to cuối năm. Hơn ghê, giờ chị em mình đỡ bị đánh bằng mắt rồi. Khóc nữa đi. Em không thèm khóc nữa. Tôi gặp lại đứa tôi ghét sau mùa dịch. Đừng làm màu nữa mày. Thấy mày phát ghét à. Chắc mày không ưa tao dữ lắm phải không? U là trời.
sống dai dữ, chưa chết nữa. Tao ráng xong. Đã đợi mày chết trước à. Khi tôi nhờ con bạn chụp hình giường. Nào. Trời ơi, Ông kinh tởm.